Hello, xin chào các bạn, hôm nay các bạn khỏe không? Em là Honda Nguyễn đây. Hôm nay em lại cái nhà hàng Venus Kitchen ở thành phố Tempe, tiểu bang Arizona nha các bạn. Hôm nay mình đang ở tiểu bang Arizona đó, mình vô cái tiệm này rồi mình quay mấy món chia sẻ cho các bạn, ok? Các bạn mà muốn coi cái menu lâu lâu một tí đó, các bạn ngừng cái video lại nhé. Ở đây họ cũng bán nhiều đồ ăn nha các bạn. Phở, bún bò, rồi hải sản, đủ thứ đồ ăn hết. Ok các bạn, đồ ăn của mình mới ra đây. Cái phần đầu tiên của mình là bún bò Huế. Ở đây họ bán là 11 đồng 99 sen.
các bạn, cái phần tiếp theo của mình là cái combo số 2 nha các bạn. Cái combo số 2 là nó có ghẹ, sò điệp, ốc hương Canada, rồi cái sauce của mình chọn là cái Cajun sauce. Cái phần này họ bán là 19 đồng 99 cent. Rồi cái phần này là kêu bằng tôm hùm baby nha các bạn. Cái này là tôm hùm nhỏ đó. Cái sốt mình chọn là bơ cay. Ở đây họ bán là 16 đồng 99 cent. Ok các bạn, nãy giờ nhìn mấy cái đồ ăn thèm quá các bạn ơi. Thôi bây giờ mình chuẩn bị mình ăn trước nhé.
Ok các bạn, thì hôm nay mình vô trong cái nhà hàng Venus Kitchen ở thành phố Tempe, tiểu bang Arizona nha các bạn. Thì hôm nay mình vô trong cái nhà hàng này đó, mình order mấy món này đó, thì mình muốn chia sẻ cho các bạn đó. Mấy món mà mình order hôm nay thì món nào mình thấy cũng ngon nha các bạn. Sauce cũng ngon mà thịt mấy cái lobster, cua đồ cũng ngon hết. Đó thì hôm nay mấy cái món mình order thì ngon hết nha. Nhưng mà các bạn phải vô đi ăn thử mới biết chứ, mỗi người ăn khác nhau đó. Nhưng mà cái ý kiến của mình là mình thấy rất là ngon, cái nhà hàng này rất là ngon. Ok các bạn, thì bây giờ đó mình sắp sửa chuẩn bị mình đi qua tiểu bang Texas để mình đi vòng vòng đó, khu Việt Nam đó, Houston, Texas. Rồi mình quay thêm mấy cái chỗ cộng đồng Việt Nam, đồ ăn Việt Nam, uống nước đồ đầy đủ nha các bạn. Các bạn nhớ ủng hộ cái channel của mình, comment, like, share và subscribe, rồi bấm luôn cái chuông nha các bạn, để mỗi lần mà mình upload mấy cái video mới đó thì nó báo cho các bạn ngay. Ok. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã xem cái video này hôm nay, và cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của mình nhé. Có gì mình gặp sau. Bye bye.